Hello, xin chào tất cả các bạn. Ở những clip trước thì ở phần bình luận đã có rất nhiều câu hỏi về cái gương mình đã lắp trên xe của mình. Đây, mình sẽ show cho tất cả bạn xem. Có rất nhiều là bình luận của các bạn luôn. Thì đa số các bạn hỏi là mình mua gương ở đâu, và có con bạn còn hỏi là mình đã uốn gương như thế nào. Đấy, thì ở cuối clip này mình sẽ gửi cho các bạn địa chỉ mua của cái gương này nhé. Anh đó thì ở Hà Nội, nếu các bạn nào ở Hà Nội thì dễ dàng mua, còn ở khu vực khác thì mình cũng chưa biết, các bạn thử nhắn tin xem. Đây, mình sẽ quay chi tiết cho các bạn về cái gương này. Tổng quát thì mình không biết được cái gương này nó là gương chính hãng hay là hàng fake đâu. Mình chỉ đánh giá nó trên cơ sở trải nghiệm sử dụng của mình thôi. Gương này nó gọn hơn gương zin rất nhiều luôn, trong khi cái góc nhìn cũng như là tầm nhìn của nó thì cũng không thua kém gì cả. Mình nghĩ gương này chưa chắc đã phải là gương chính hãng 100% đâu, có thể nó là hàng fake loại 1, mình không chắc nữa. Ở trên này có một con số mà lúc hãng làm ra họ đã ghi này. Mình không chắc chắn đây là hàng chính hãng hay là hàng fake đâu nhá, nhưng mà theo trải nghiệm sử dụng của mình thì cái gương này nó rất là tiện, gọn và nhìn cũng rất là rõ nữa. Nó lại khá là chắc chắn. Rồi cái phần cán của nó rất là chắc chắn. Khi mình đi điều khiển xe thì vẫn có thể nhìn rõ đằng sau, như nhiều clip mà mình đã đăng rồi đấy. Nó không hề vướng một tí nào luôn. Trên thị trường đang có rất nhiều loại gương, ví dụ như là gương gù này, gương Elite hoặc là gương Rizoma, rất là nhiều loại. Nhưng mà những loại đó vừa đắt tiền, nó lại còn không có công năng sử dụng như loại này. Mà thực ra thì về đẹp thì mình cũng không thấy đẹp bằng loại này đâu. Gương này có thể uốn gập, xoay thoải mái luôn. Mình không bán cũng như là mình cũng không quen cái anh bán cái gương này đâu, hoặc là tất cả những người khác bán những gương cong này đâu. Mình chỉ đưa ra cảm nhận của mình thôi. Cái phần núm cao su này cũng rất chắc chắn, lắp vào nó cực kỳ là khít. Nó rất là khít và chắc chắn luôn. Trước khi lắp cái gương này, mình đã lắp một vài loại gương khác, nó nhỏ gọn hơn nhưng mà mình thấy là không nhìn thấy cái gì cả. Nó rất là chắc chắn. Phần nhựa nó cũng chắc chắn nữa. Ok, mình sẽ để cái link Facebook của cái anh bán gương này cho các bạn nhé. Và các bạn liên hệ với địa chỉ như trên màn hình để nếu mà các bạn muốn mua cái gương này. Nhắc lại một lần nữa là mình không bán cũng như mình cũng không quen đâu, mình chỉ là khách hàng và mình đánh giá trải nghiệm của mình thôi. Tóm lại cái gương này của mình đi rất là tốt. Trải nghiệm của nó mang lại cho mình cực kỳ tốt, vừa thẩm mỹ vừa đẹp, vừa chắc chắn. Rồi, cảm ơn các bạn xem video, mình kết thúc video ở đây thôi.